me again về sỏi. Các em ơi, cô Hoa này, hôm nay tự nhiên đi dạy và có một số học viên chia sẻ với cô Hoa rằng là cô ơi, khi mà nói chuyện với người Tây ấy, thì em cảm giác như là xong rồi người ta nói nhanh rồi người ta nói nhiều thế mà cuối cùng em nghe một hồi em loạn hết cả lên và em không biết đáp án nó như thế nào cả, và em gặp rất nhiều vấn đề trong kỹ năng listening, kỹ năng nghe cô ạ. Vậy ngày hôm nay cô Hoa sẽ mang lại cho em một số các cái tư duy ngắn thôi để cho các em nhận thức được rằng là một số các cái nguyên nhân mà cô trò mình thường không nghe được người nước ngoài nói gì. Và hôm nay thì cô Hoa tặng cho em ba nguyên nhân chính, cô muốn phân tích ba nguyên nhân chính lý do tại sao cô trò mình không nghe được nhé. Cái lý do đầu tiên mà cô thấy như thế này này là cái bản chất ngôn ngữ của tiếng Anh nó rất là khác với tiếng Việt. Cô lấy ví dụ như này nhé, khi mà cô muốn học viên của cô bảo các em ơi đóng cửa lại cô Hoa thì thường em ơi đóng cửa giúp cô, đấy là tiếng Việt đúng không? Nhưng mà thường người nước ngoài cũng sẽ có những cấu trúc tương đương như vậy. Ví dụ như thế này, excuse me, can you close the door please? Rất là đơn giản đúng không? Các em thường nghe những cái như vậy. Nhưng trong một cái bài nghe và có rất nhiều kiểu người nói thì sẽ có rất nhiều kiểu người nói những cấu trúc mà thậm chí nó dài ra. Và những cấu trúc dài ra chính là cái nguyên nhân đầu tiên mà em không nghe được. Và một nguyên nhân đầu tiên đó là gì? Là người bản ngữ có xu thế, xu hướng dùng cái cấu trúc rất là phức tạp. Đó là nguyên nhân đầu tiên nhé. Vậy thế nào là cấu trúc phức tạp? Vậy trong cái cấu trúc hồi nãy của cô Hoa thường sẽ có một người nói nhé, can you close the door? Nhưng mà người thứ hai người ta lại dùng cấu trúc như thế này, would you mind closing the door? Và các em sẽ gặp một người kiểu cách hơn nữa thì người ta lại dùng cấu trúc như thế này, is it too much if you could close the door for me please? Cô Hoa đọc lại nhé, is it too much if you could close the door for me please? Vậy so cái ba người như vậy thì rõ ràng các em thấy người thứ ba đã khiến em trở nên rất là khó có thể hiểu được người ta đang nói gì. Tuy nhiên đặc điểm chung của ba cấu trúc hồi nãy là gì các em biết không? Là đều chỉ chung một cái cấu trúc cố định mà không có từ thay thế là close the door. Thì cái này nằm về cái bản chất khi các em luyện nghe, đó là gì? Là khi chúng ta gặp một câu ok đơn giản hay phức tạp, chúng ta phải nắm được cái cụm cấu trúc keyword cho cô Hoa. Và keyword đó là gì? Là động từ, là danh từ, và nó phải học từ theo cụm. Tức trong những tình huống nghe, khi các em nhìn cái test script của bài nghe thì các em hãy lấy cho cô Hoa cái cụm cấu trúc cố định không có từ thay thế, và cấu trúc đấy là close the door. Vậy cô Hoa chốt lại được một cái ý đầu tiên, đó là gì? Là người bản ngữ người ta có xu thế dùng cấu trúc rất là phức tạp. Ok, cái thứ hai mà cô thấy có một nguyên nhân nữa khiến các em khó mà nghe, đó là gì? Là bản ngữ người ta rất là dài dòng khi người ta nói. Ok, cô Hoa lấy một ví dụ như này. Khi mà ngày xưa cô Hoa xem các cái chương trình truyền hình thực tế của Mỹ ấy, thì cô Hoa thấy như này, khi mà cho lại cái kiểu cách gọi là truyền hình thực tế của Việt Nam, khi mà khen một ứng viên ấy, thì đơn giản chúng ta sẽ khen là ô bạn hát hay thế đúng không, you sing very well, đồng ý với cô Hoa không? Nhưng mà khi đó là tiếng Việt, còn tiếng Anh ấy, cô nhớ có một lần ở một chương trình truyền hình thực tế của UK X Factor thì cái anh ban giám khảo đã nhận xét cái cô, một cô bé ca sĩ hát rất là hay, và anh ấy nhận xét như này, các em nghe hiểu không nhá? Hey Richard, that is the most amazing performance I have ever met in my life. Where have you been hiding? Good work. Vậy rõ ràng lâu nay ta chỉ nghe được mỗi một từ là good work, hát hay lắm. Nhưng mà trước đó anh ấy nói cái gì nhỉ? Có vẻ rất là phức tạp đúng không? Vậy cấu trúc của trước đó anh ấy đã kiểu là Richard ơi, đó là một trong những cái performance, một cái bài biểu diễn mà tôi thấy bạn hát mà tôi chưa bao giờ nghe, tuyệt vời nhất tôi từng nghe. Bạn trốn đi ở đâu đấy sao bây giờ mới ra? Good work. Vậy người ta có xu thế dùng những từ rất là dài, rất là nhiều từ thừa để cổ động, để động viên người đối diện. Và cô lại lấy thêm một ví dụ kiểu như này nữa. Ví dụ như cô nhớ một lần nhá, cái rất nhiều người, những cái bài nghe mà các em hay nghe ấy, người ta kiểu như này. Ví dụ khi mà các em nhìn cô Hoa, cô hỏi em câu hỏi nhá, what do you think about my beauty? Các em nghĩ gì về sắc đẹp của cô? Thì thường người bình thường các em sẽ chỉ kỳ vọng là she's beautiful, đúng không? You are beautiful, cô rất là xinh. Nhưng mà sẽ có người, và những người này thường xuất hiện trong file nghe của cô trò mình, thì người ta có thể nói như này, if I have to pick up one word to talk about your beauty, I would like to choose the word beautiful. You are very beautiful.
Oh my god, các em mới thấy không, cái câu của cô đã trở nên vô cùng phức tạp. Nếu như tôi được chọn, nếu như tôi được chọn một từ để mô tả vẻ đẹp của bạn gì, chắc hẳn là tôi sẽ chọn cái từ beautiful. Rồi, bạn rất là xinh đấy. Các em thấy chưa, thì đấy chính xác là cái tư duy mà ngôn ngữ của người nước ngoài người ta muốn bơm vào trong các bài học của các em. Vậy thì nguyên nhân thứ hai cô Hoa vừa chia sẻ đó là người ta dùng rất nhiều từ thừa nhưng bản chất gốc nghĩa chỉ có một cấu trúc cố định là you are beautiful hoặc như hồi nãy, hoặc là good work như hồi nãy cô vừa chia sẻ. Vậy thì kinh nghiệm khi các em nghe một bài nghe, alright, đó là các em hãy đọc thật kỹ phần transcript, phần nào cái câu nào chỉ nói đúng cái mục tiêu của câu hỏi thì đấy là đáp án, còn những cái khác gọi là phần thừa. Vậy những cái phần thừa đấy thì các em đừng phức tạp hóa cả tất cả cấu trúc. Những phần thừa đấy thì lời khuyên của cô Hoa là các em hãy học thuộc nó một cách tự nhiên, các em hãy đọc nó một cách tự nhiên, mà nhiều khi chúng ta cũng không cần hiểu hết tất cả nghĩa của những câu thừa đấy. Các em chỉ cần nắm đúng cái bản chất của cái bài nghe, cái phần gọi là phần đáp án transcript của bài nghe đấy, và em nắm đúng cái cấu trúc của câu trả lời, câu nghe của câu hỏi mà người ta đặt bẫy em mà thôi. Còn những phần khác thì em hãy học nó một cách tự nhiên bằng cách đọc đi đọc lại cho quen cái âm của nó đi mà thôi. Alright, vậy thì đấy là cái nguyên nhân thứ hai mà cô Hoa thấy người bản ngữ người ta rất hay dùng từ thừa các em nhé. Một nguyên nhân thứ ba nữa mà cô Hoa thấy bản ngữ cũng rất hay dùng đó là gì? Là người ta sử dụng cấu trúc phức tạp, và thường cấu trúc đấy là cấu trúc sử dụng mệnh đề quan hệ. Mệnh đề quan hệ là một cái cách bản ngữ người ta dùng rất nhiều để làm gì? Để supporting, tức để bổ trợ thêm cho một cái ý chính trong câu. Mệnh đề quan hệ đơn giản, bản chất nó là hai câu đơn ghép lại, nhưng người ta thích dùng và khiến nó trở nên rất là phức tạp. Cô Hoa lấy ví dụ, cô Hoa có hai câu kiểu như này: that is my boyfriend, he's very handsome, đúng không? Hoặc là that is my boyfriend, he stands over there, he's very handsome. Thường chúng ta sẽ không dùng cái câu đơn như vậy. Ba câu đơn như vậy thì rất là đơn giản, nhưng người ta sẽ dùng một câu kiểu như này: the man standing over there is my boyfriend. Or the man, the handsome man standing over there is my boyfriend. Vậy cái câu của em đã trở nên rất là phức tạp hơn rất nhiều. Nhưng bản chất câu đấy chỉ là the man và my boyfriend, và cái cấu trúc đấy sẽ là cấu trúc xuất hiện trong câu hỏi bài nghe của các em. Vậy cái ý thứ ba mà cô thấy người nước ngoài người ta dùng đó là gì? Người ta đã có xu thế dùng cái cấu trúc câu điều kiện, cấu trúc câu relative clause, mệnh đề quan hệ, để khiến câu trở nên phức tạp. Và người ta phức tạp cái động từ đi: the man standing over there is my boyfriend. Ok, thì standing nó đã dùng cái cấu trúc mệnh đề quan hệ, nó rút gọn dùng ở verbing đi, nhưng bản chất em chỉ cần quan tâm the man và is my boyfriend mà thôi. Cô Hoa chỉ lấy một cấu trúc đơn giản như vậy để các em hình dung được xu thế người ta sẽ dùng những cái cấu trúc phức tạp về mệnh đề quan hệ để bẫy các em. Ok, vậy cô recap lại hết nhé, cô tổng hợp lại hết tất cả cái lý do ngày hôm nay này. Một là bản ngữ có xu thế dùng cấu trúc vô cùng phức tạp. Is it too much if you could close the door for me please? Hoặc kiểu như if I had the chance to meet a famous person, it would have to be Sơn Tùng MTP. Alright, vậy cả cái cấu trúc trước Sơn Tùng MTP là một cái cấu trúc vô cùng phức tạp, nhưng bản chất nó không có ý nghĩa quan trọng. Quan trọng phải là Sơn Tùng MTP cơ. Ok, vậy đó nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân thứ hai là người ta sử dụng rất nhiều từ thừa. If I have to say one word about your beauty, I would like to choose the word beautiful. You are very beautiful. Thật là phức tạp đúng không? Và cái ý thứ ba là người ta có xu thế dùng mệnh đề quan hệ. Mệnh đề quan hệ sẽ kéo dài cái câu đấy ra, nhưng bản chất em chỉ cần nắm chủ ngữ chính và verb chính ở đằng sau mà thôi. Alright, vậy hy vọng rằng một clip nhỏ nhỏ này thôi nhưng em đã hiểu được, nhận thức được cái nguyên nhân của việc cô trò mình không nghe được. Để lần sau trong quá trình chúng ta nhìn cái đáp án, cái test script của bài nghe, thì em sẽ hình dung được là người ta đang bẫy những nguyên nhân này, và em sẽ biết cách tránh bẫy ra sao, biết cách tìm cái ý chính của bài nghe như thế nào các em nhé. Alright, hy vọng rằng chia sẻ của cô Hoa ngày hôm nay phần nào giúp ích cho các em trong mùa đông lạnh giá này. Alright, hẹn gặp lại các em ở những video chia sẻ tiếp theo của cô Hoa nhé. Có bất kỳ cái cần thắc mắc hay comment gì, các em comment dưới video này của cô Hoa nhé. Cô Hoa sẽ trực tiếp trả lời tất cả các em. See you.